Sự xuất hiện của biến chủng virus EV71 đang khiến dịch bệnh tay chân miệng bùng phát mạnh tại nhiều địa phương trên cả nước. Trước tình hình trên, Bệnh viện Trung ương Huế đã huy động đầy đủ phương tiện, thuốc men và trang thiết bị cùng đội ngũ nhân lực chuyên sâu để điều trị hầu hết các bệnh nhân nặng chuyển về, ghi nhận của phóng viên thời sự. Bệnh nhân tay chân miệng Ngô Quốc Thành, sinh năm 2018, đến từ thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, bị mắc chủng virus EV71, nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục 39 độ, co giật, hốt hoảng, thất thần, nôn ói nhiều, thở mệt, buộc phải chuyển vào cấp cứu tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Trung ương Huế và thở máy trong 6 ngày. Sau đó, qua cơn nguy kịch mới được chuyển về trung tâm nhi khoa để tiếp tục theo dõi và điều trị. Đến nay, sức khỏe bệnh nhi đã cơ bản ổn định và chuẩn bị xuất viện. Vào đây thì được các bác sĩ ở khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Trung ương Huế hết lòng cứu chữa. Em ở trong khoa hồi sức tích cực là 6 hôm. Mẹ và em không gặp nhau, và tất cả là nhờ các bác chăm sóc và chuyên tất cả các loại thuốc tốt nhất có thể và để cứu em qua được cái cơn hiểm nghèo. Và đến ngày thứ 7 thì em được ra gặp mẹ, và đến sáng nay thì thấy em cũng đã cắt sốt và cũng đã vui chơi, chắc là em cũng sắp được ra viện. Mẹ xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bác sĩ. Những cái dấu hiệu nặng mà bố mẹ nên là quan tâm để mà đứa trẻ tới bệnh viện, nhất là trẻ sốt cao liên tục hơn 39 độ, thứ hai nữa là trẻ nôn ói nhiều, hoặc là trẻ đứng không vững, đi loạn choạng, hoặc là run tay chân, hoặc là thấy trẻ thở mệt, thở không đều, thở có dấu hiệu bất thường, hoặc là trẻ ngủ gà, lư đư không tỉnh táo. Và cái dấu hiệu nữa là nếu mà bố mẹ cảm thấy là lo lắng, bất thường lo lắng thì cũng nên đưa trẻ đến bệnh viện. Thời gian gần đây, số lượng bệnh nhân tay chân miệng, đặc biệt là các trường hợp nặng tăng cao. Từ tháng 1 năm 2023 đến nay, khoa tiêu hóa, tiết niệu, bệnh nhiệt đới, trung tâm nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận 67 trường hợp tay chân miệng. Trong số này, Quảng Bình có 5 ca, 3 ca mắc chủng enterovirus 71, EV71. Quảng Trị có 5 ca, 2 ca mắc chủng EV71. Hà Tĩnh có 7 ca, 1 ca mắc chủng EV71. Thành phố Hồ Chí Minh có 2 ca, Quảng Nam có 1 ca. Riêng bệnh nhi tay chân miệng nặng từ độ 2B trở lên phải điều trị ở đơn vị hồi sức có 14 trường hợp. Trước tình hình này, Bệnh viện Trung ương Huế đã chuẩn bị đầy đủ thuốc men cũng như huy động nhiều trang thiết bị cùng với đội ngũ nhân lực chuyên sâu để điều trị hầu hết các bệnh nhân tay chân miệng nặng trên địa bàn cũng như từ các tuyến chuyển đến. Bệnh tay chân miệng là hiện tại thì vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, nhưng mà có những cái thuốc để làm giảm những cái nguy cơ nặng của bệnh thì đó là hai loại thuốc, đó là immunoglobulin và cái minidrone để mà điều trị tăng huyết áp trong tay chân miệng. Thì hiện tại thì Bệnh viện Trung ương Huế thì đủ thuốc để mà cung ứng hiện tạm thời, và ngoài ra thì những cái phương tiện khác để hỗ trợ khi mà trẻ vẫn có những biến chứng về suy hô hấp, suy tuần hoàn, thì Bệnh viện Trung ương Huế thì đảm bảo được cái yêu cầu đó. Đến thời điểm này, nhiều bệnh nhân tay chân miệng nặng đã được xuất viện sau thời gian cấp cứu, hồi sức tích cực và điều trị tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế. Trước tình hình dịch tay chân miệng lan rộng, đầu tháng 7 năm 2023, Bộ Y tế đã giao nhiệm vụ cho các bệnh viện, trong đó có Bệnh viện Trung ương Huế, ra soát điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thuốc, tiếp nhận các ca bệnh nặng, đồng thời lập 7 đoàn kiểm tra giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại 14 tỉnh thành trọng điểm. Cảnh báo của các chuyên gia y tế, đặc tính của EV71 lây lan rất nhanh và diễn tiến nặng, sốt cao. Trẻ mắc tay chân miệng do virus EV71 có thể bị các biến chứng nguy hiểm như viêm cơ tim, viêm não, phù phổi, sốc, suy tim, có thể gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Để phòng bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân tăng cường vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống, làm sạch đồ chơi, nơi sinh hoạt, cách ly trẻ khi bị bệnh, tránh dùng chung vật dụng cá nhân.